Xin chào toàn thể các anh em có niềm đam mê yêu thích đánh chim ngói di cư trên toàn cả nước. Thì đây là cái mẫu vỉ đánh chim ngói mà nhà em mới làm xong. Đấy, đối với anh em nào mà có nhu cầu mua cái mẫu vỉ này về thì anh em liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại em để ở góc màn hình video. Còn giới thiệu chi tiết để cho anh em thợ làm bắt được này. Về cái này thì làm thủ công 100% bằng tay anh em nhé. Đấy, hàng này thì rất là đẹp. Đấy, cái vỉ này thì nhiều nơi có tên gọi khác nhau. Đấy, nhiều nơi gọi là cái chớp này. Đấy, hàng này thì đánh chim ngói, chim gáy, chim vẫy thì đều ok bởi vì cơ sở làm một kích thước rất là chuẩn cho anh em. Giới thiệu cho anh em nhé. Nguyên liệu để làm nên chiếc vỉ này thì những cái phần ví dụ cái chân vỉ này, còn đấy cái này thì đều được làm bằng tre, để tre gai ấy. Đấy, được vót bằng tay rất là cẩn thận, anh em thấy rất là đẹp này. Còn cái này thì rất là gọn nhá. Đấy, đi đánh thì anh em cắm như thế này. Và khi mà anh em đánh xong rồi thì anh em có thể đút trực tiếp vào lồng nó lên, nó sẽ cắm thẳng đứng như này đi thì sẽ không bị va quẹt này. Đấy, còn cái vỉ này về cái bàn nhé, cái bàn thì em làm cho anh em là cái chống xoay này. Chống xoay thì nó đỡ bị xoắn chân chim mồi, còn bên trên đây luồn hai cái dây điện này. Đấy, khi anh em bỏ chân chim mồi vào đây này, đấy anh em chỉ cần kéo lên như thế này thôi. Đấy, kéo đến tầm, quá con chim nó không ra được. Đấy, kéo hai bên lên là anh em đánh thôi, còn cái này nó không tụt được xuống. Đấy, khi nào mà anh em gỡ ra thì anh em chỉ cần tụt này xuống thôi. Đấy, tụt xuống là bỏ chân chim mồi ra, đấy là tiện, rất là tiện. Còn cái hàng này thì giá của nó rất là rẻ thôi. Đấy, cả tiền ship thì chỉ có 150 một cái thôi anh em. Đấy là thủ công, một ngày chỉ làm được vài cái thôi anh em. Đấy, rất là đẹp. Đấy, còn đây thì em khoan lỗ cho anh em rồi nhá. Và anh em buộc cái dây vào đây. Đấy, buộc đến tầm này để kéo con chim lên, hạ chim xuống này. Cái dây thì anh em không làm đi theo vỉ. Đấy, chỉ bán độc vỉ không như này cho anh em thôi, dây về anh em thiết kế. Còn cái thời điểm này thì nhà em làm cái của nó bằng tre 100% nhé. Đấy, bằng tre. Ví dụ mà đất cứng ý, thì anh em có thể là cắm xuống đây, lấy vồ đóng vào đầu này này, để đóng trực tiếp xuống. Ở đây thì nó làm giữa mẫu rồi. Đấy, giữa cái mẫu thì nó không bị vỡ được. Đấy thì hiện tại một ngày hôm qua, đấy, với cả tối hôm qua nữa, làm tổng cộng xong là được 5 cái. Đấy, một ngày một đêm chỉ làm được cần này thôi anh em. Đấy thì anh em mua hàng thì lưu ý, đấy nhanh tay đặt hàng, tránh cái tình trạng của nó hết hàng là lúc đấy nó vào vụ rồi rất là khó. Đấy, một video thì giới thiệu cho các bác là về cái vỉ đánh chim ngói nhé. Các bác nào xem được cái video này cần cho mình ý, thì các bác liên hệ cho em qua số điện thoại em để góc màn hình video. Còn đối với bác nào mà đam mê yêu thích đánh chim ngói thì các bác có thể đăng ký ủng hộ kênh để đón xem những cái video sắp sửa vào đến mùa chim ngói quay cho các bác cùng xem. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.